chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương trình giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho một bạn trong thời gian qua đã gửi tin nhắn cho mình nhé. Hãy cùng đến với câu chuyện của bạn ấy và mình rất hy vọng rằng cùng với những câu chuyện này các bạn cũng sẽ để lại comment để chia sẻ những suy nghĩ, những cái quan điểm của các bạn cũng như là những cái đóng góp, những cái lời khuyên mà các bạn dành cho các bạn trong câu chuyện nữa. Bởi vì có thể là những cái ý kiến khác nhau, nó có ý kiến này thì phù hợp với bạn ấy, có những cái ý kiến kia thì lại phù hợp với bạn ấy hơn cơ. Thì mình cũng rất hy vọng là các bạn cũng sẽ đóng góp mà vào cái việc là sẽ giúp đỡ các bạn trong câu chuyện này bằng việc để lại comment nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện đấy thôi. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em với bạn gái yêu nhau được gần 1 năm rồi, nhưng tình cờ hôm nay em vào Facebook của bạn ấy, thấy cô ấy vẫn còn nhắn tin với người yêu cũ. Đọc tin nhắn em hiểu là cô ấy còn chưa quên được người cũ. Em đã nói với cô ấy và cô ấy đã xin lỗi em rất nhiều. Cô ấy bảo em đừng nghĩ linh tinh nữa. Bây giờ em phải làm gì hả chị? Em còn yêu cô ấy rất nhiều. Em thân mến, em còn yêu cô ấy rất nhiều và bây giờ cô ấy đang là người yêu của em. Đấy là cái điều quan trọng. Trước hết là để giải quyết những cái nỗi băn khoăn trong người em thì bây giờ chị có thể phân tích cho em cái tâm lý của một người khi mà nghĩ về người yêu cũ là như thế nào, để em sẽ không còn băn khoăn nữa và mình có một cái tâm lý thoải mái hơn nhá. Tại sao người ta hay có cái tâm lý nghĩ đến người yêu cũ? Bởi vì em biết điều gì không? Người yêu cũ đã từng là người yêu. Vì đã từng là người yêu cho nên là họ có những cái cảm xúc dành cho nhau, ít nhất là đã từng có những cảm xúc tốt đẹp dành cho nhau thì họ mới yêu nhau chứ, đúng không? Cho nên sau khi chia tay, và sau khi chia tay một thời gian sau mà mình lại mất đi những cái điều mà cảm xúc tốt đẹp mà mình đã từng có trước đây, bởi vì họ đã từng yêu nhau, họ đã có cảm xúc tốt đẹp mà bây giờ họ không còn nữa. Đấy chính là cái tâm lý của con người, là hay nhớ đến những điều tốt đẹp mà mình đã từng có và bây giờ nó không còn thuộc về mình nữa. Đó chính là lý do mà rất nhiều người cứ hay nhớ đến người yêu cũ em ạ. Khi mà yêu nhau ấy, có khi thấy bình thường còn chán nhau cơ, chẳng muốn ở bên nhau cơ, nhưng đến lúc chia tay rồi bắt đầu cứ nhớ đến người yêu cũ. Đấy là cái tâm lý, cho nên em hãy hiểu cái tâm lý đấy, nó là một cái điều rất là bình thường thôi em nhá. Đấy chính là cái cảm xúc, mình hiểu cái bản chất của vấn đề rồi thì mình sẽ không còn nghĩ linh tinh và lung tung nữa. Ai cũng như vậy thôi, mình đã từng có cái sự tốt đẹp, cái điều tốt đẹp nào đó, bây giờ mình không còn nữa thì mình sẽ nghĩ đến nó. Và cái tâm lý của cô gái em, của em ấy cũng là như vậy. Anh kia từng là người yêu của cô ấy và cô ấy thỉnh thoảng đôi khi, đặc biệt là những cái lúc mà ví dụ là em là người yêu hiện tại làm cho cô ấy buồn, làm cho cô ấy chán chẳng hạn, thì cô ấy hay nghĩ về cái người cũ kia. Nhưng nghĩ về người cũ không có nghĩa là yêu người cũ. Em hãy phân biệt thật rõ ràng nhé. Cô ấy nghĩ về cái người kia không hẳn là cô ấy yêu người đấy đâu. Cô ấy nghĩ về người đấy không phải là cô ấy không quen được người đấy đâu em ạ. Đơn giản là vì có thể là ở trong cái mối quan hệ hiện tại em cũng không làm gì sai cả, hoặc cũng có thể là em làm cho cô ấy buồn, cô ấy sẽ nhớ đến người kia, hoặc có thể em không làm gì sai, nhưng mà cái giai đoạn trong tình yêu của em đó thì là mình ở bên nhau nhiều, có những lúc mà mình sẽ bị chán nhau và cuối cùng cô ấy lại nghĩ đến những cảm xúc mà mình đã từng mất đi mà mình không có với người kia, và thế là cô ấy nhớ đến người đấy. Đấy là tâm lý của con người, cái gì mình không có thì mình sẽ nhớ đến. Nhưng mà cứ thử quay lại với nhau xem có hạnh phúc không, hay lại chán nhau bằng gì ấy, đúng không em? Cho nên là mình phải hiểu tâm lý đấy. Em không cần phải hoang mang lo lắng trong cái trạng thái này, mà điều quan trọng là mình hiểu cái tâm lý đấy của con người, không chỉ là người yêu của mình đâu mà rất nhiều người khác cũng như thế, thậm chí bao gồm cả mình nữa em ạ. Cho nên là mình hiểu cái quy trình của cảm xúc và cái tâm lý của con người khi mà có cái tình cảm với người yêu cũ là như thế nào, thì mình hiểu nó như vậy. Mình hiểu cái tâm lý mà khi nghĩ về người yêu cũ là nó như thế nào. Việc của mình bây giờ là phải thể hiện bản lĩnh, thể hiện cái sự hấp dẫn của mình, quan điểm của mình trong tình yêu đấy. Bây giờ cái sự thể hiện của em nó rất quan trọng để cho cô ấy thấy rằng ôi, đâu mới là người đàn ông thực sự thuộc về mình, đâu mới là người đàn ông đích thực của cuộc đời mình em ạ. Việc cần phải thể hiện bản lĩnh như thế nào? Thứ nhất, chị nghĩ rằng như thế này, em không nên cứ vào Facebook của cô ấy để kiểm soát cô ấy làm gì cả. Chị nghĩ thật đấy, bởi vì thực ra việc kiểm soát, thà có những cái điều mà mình không biết thì thôi, mà mình biết thì cuối cùng lại làm mình buồn, chẳng tội gì mà mình làm khổ mình cả. Chị nghĩ rằng nhiều bạn cứ thích tò mò ấy, hay vào Facebook của người yêu, nhưng mà chị khuyến khích các em không cần phải làm điều đấy. Mình có bản lĩnh, mình có tư thế, mình không phải làm những cái việc nhỏ nhen đấy. Mình không cần vào Facebook của cô ấy hay những cái trang cá nhân của cô ấy để theo dõi cô ấy làm gì cả. Nhưng cái việc của mình là nói cho cô ấy biết rõ về cái quan điểm của mình trong tình yêu đó, và cho cô ấy biết rằng cái giá trị của mình em ạ. Hãy nói với cô ấy rằng trong tình yêu anh không bao giờ chấp nhận cái việc mà cô gái của mình còn tơ tưởng hay còn nhớ nhung một chàng trai khác. Nếu thực sự em còn nhớ nhung anh ấy đến như thế thì hãy rời xa anh.
và đừng làm khổ anh. Bởi vì khi yêu em, anh đã yêu em với một tình yêu rất chân chính và rất chung thủy. Anh cũng hy vọng rằng nếu em thực sự thấy rằng mình cũng là một người như vậy thì hãy bước đến cuộc sống của anh. Còn nếu không thì em hãy trở về với người mà em đang nhung nhớ đi. Anh xứng đáng có một cái tình yêu nó trọn vẹn và được một cô gái yêu anh bằng cả trái tim, cũng giống như anh đã trao đi tình yêu như vậy. Em hãy nói với cô ấy, em chỉ cần nói cái câu này thôi. Em không cần kiểm soát cô ấy, mà ngược lại em để cho cô ấy, chính cô ấy phải là người kiểm soát chính mình, để làm sao mình vẫn còn có đủ điều kiện, mình vẫn còn có đủ tiêu chuẩn để có thể bước vào cuộc sống của em, của người đàn ông mà có lý tưởng đây, có tiêu chuẩn đây. Em ạ, chính cô ấy sẽ phải là người kiểm soát cô ấy, điều khiển, chịu trách nhiệm với những hành động, lời nói và suy nghĩ của cô ấy, chứ không phải là em. Việc của em chỉ là mình có những tiêu chuẩn đúng đắn, mình là một người chính trực với những cái điều tốt đẹp nhất trong tình yêu mình trao đến cho người kia. Còn việc còn lại, ứng xử thế nào, suy nghĩ ra sao là của cô ấy. Hãy để cô ấy chịu trách nhiệm với điều đó. Em không cần phải làm điều đó thay cô ấy. Còn em ngồi ở đây, chỉ cần một ngày nào đó em thấy rằng cô ấy không còn xứng đáng với những cái điều tuyệt vời mà em trao, với tình yêu chung thủy mà em trao nữa, em sẽ bước đi. Bởi vì em có quan điểm rất rõ ràng. Em đã nói với cô ấy rất rõ ràng rồi mà cô ấy vẫn tái phạm, thì tức là cô ấy không coi mình là gì cả, cô không trân trọng những giá trị mà mình có và những cái điều mình trao đến cho cô ấy. Vậy thì mình bước đi và trao điều đó cho một cô gái xứng đáng hơn. Đó là những cái điều mà chị nghĩ rằng em nên làm bây giờ. Còn việc kiểm soát cô ấy không có tác dụng em ạ. Mà càng kiểm soát, rất nhiều các chàng trai có cái thói quen là kiểm soát cô gái của mình. Em càng kiểm soát cô ấy càng ghét mình. Cô càng bí bách và cô ấy càng thấy rằng ở bên người này quá bức bách. Mình muốn tìm đến một nơi thoải mái. Xong rồi bằng cái cách này có nghĩa lẽ là người ta cũng, với cái người cũ kia cũng là chỉ bình thường thôi. Cuối cùng là chính cái ứng xử của mình đã đẩy cô ấy trở về với người cũ. Và rồi họ tìm đến nhau, họ chia sẻ với nhau những cái điều buồn khổ trong cuộc sống, rằng người kia đã làm mình ngột ngạt thế nào. Cuối cùng chính em đã đẩy họ về với nhau đấy. Cho nên là cái ứng xử đấy là mình phải hoàn toàn và tuyệt đối tránh em nhá. Chị biết là bây giờ em còn yêu cô ấy, và khi chị nói rằng ôi nếu mà cô ấy không xứng đáng mình sẽ bước đi, thì em sẽ lo lắng, em sẽ sợ, em không muốn mất cô ấy đâu, đúng không? Nhưng mà chị nghĩ như này, mình càng không muốn mất điều gì, mình càng phải thể hiện bản lĩnh của mình ở điều đấy em ạ. Chứ còn nếu bây giờ mình không muốn mất, mình cứ thể hiện mọi thứ ra là mình không muốn mất, xong mình níu, mình giữ, mình khống chế, mình điều khiển, càng mất hơn, càng mất nhanh hơn em ạ. Chị nghĩ rằng bây giờ điều quan trọng nhất đối với em là thể hiện mình là một người đàn ông thực thụ, chín chắn, biết cách ứng xử, có tiêu chuẩn. Hãy nhớ nhá, câu nói mà vừa rồi mà chị nói với em ấy, hãy nói với cô ấy, để cô ấy biết. Thứ nhất, sau khi nói ra cái câu nói đấy, cô ấy thấy rằng mình yêu được một người đàn ông có giá trị. Có giá trị ở chỗ là anh ấy có tiêu chuẩn. Anh ấy rất biết mình muốn gì trong tình yêu, mình có thể đem lại cái gì trong tình yêu, và anh ấy yêu cầu gì từ người yêu của anh ấy, đúng không? Bằng việc nói ra câu đấy, cô ấy rất trân trọng em. Và cô ấy chợt nhận ra rằng ôi đây chính là một người có giá trị mà mình cần phải nâng niu trong cuộc sống. Và cùng với câu nói đấy, cô ấy cũng phải điều chỉnh lại cái hành xử của mình, để biết rằng ôi nếu bây giờ mình còn nghĩ đến cái anh người yêu cũ kia thì rất có thể là mình sẽ không được bước vào cuộc sống của người yêu của mình hiện tại nữa. Rất có thể là anh ấy sẽ bước đi và để lại mình ở đây. Mình có thể chấp nhận được cái nỗi đau của sự mất mát đó không? Lúc đấy cô ấy sẽ phải lo lắng. À, cô ấy phải nghĩ, cô phải nghĩ là tại sao mình với cái anh cũ kia lại chia tay, đúng không? Người ta chia tay là vì có lý do cả đấy. Cho nên em đừng có ở đấy và lo sợ sẽ mất cô ấy nhá. Lo sợ xong rồi bi quan, đừng. Người cũ luôn luôn có lý do để là người cũ. Cho nên rất là nhiều người có cái thói quen là cứ hay nói chuyện với người yêu cũ, tâm sự với người yêu cũ, nhưng bảo quay lại có dám quay lại đâu em ạ. Vì họ biết rằng quay lại với nhau họ sẽ chia tay. Có những lý do để người cũ là người cũ, và có những lý do để em chính là người yêu hiện tại của cô ấy. Cho nên mình phải tự tin lên, mình bản lĩnh lên. Mình càng bản lĩnh bao nhiêu, cô ấy càng chắc nịch về cái suy nghĩ rằng ôi đây chính là người đàn ông thuộc về mình, đây chính là người đàn ông định mệnh của mình em nhá. Hay là một người đàn ông thật tốt. Và trong tình yêu này, chị nghĩ rằng đấy là điều em cần phải nói này, cái tư duy em cần phải có này. Và điều nữa mà chị muốn chia sẻ với em, đấy là hãy nghĩ như này. Điều này nó sẽ khiến cho em không còn sợ mất cô ấy nữa. Đấy là em biết rằng em bước vào cuộc sống của cô ấy, có tình yêu với cô ấy, là em trao đi cho cô ấy một tình yêu thực thụ của một người đàn ông. Bảo vệ cô ấy, che chở cô ấy, lo lắng cho cô ấy, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy bằng một tình yêu không ích kỷ. Đấy, đấy là những giá trị em có thể mang đến cho cô ấy khi em yêu cô ấy. Còn một ngày nào đó nếu như cô ấy không trân trọng những điều đó, cô ấy sẽ mất đi một người đàn ông tuyệt vời, đó là em. Hãy thể hiện điều đó, hãy có cái tư duy đấy. Em sẽ không còn sợ mất ai nữa. Bởi vì người ta chỉ sợ khi nào, em có biết không? Người ta sợ khi người ta không có gì để cho đi thì người ta mới sợ.
Còn một khi mình có cái tư tưởng đúng đắn, mình có thứ để mình cho đi, mình sẽ không còn sợ nữa. Bởi vì trong mình là những cái thứ tốt đẹp, người này không biết trân trọng sẽ có một người tốt hơn biết trân trọng. Em ạ, hãy có một tư duy như vậy nhé. Và chị hy vọng rằng trong tình yêu này em sẽ ứng xử đúng đắn, bản lĩnh, để tình yêu này nó sẽ ngày càng gắn bó hơn. Để cô ấy nhận ra rằng em, một người đàn ông định mệnh, một người đàn ông có bản lĩnh, một người đàn ông có giá trị, chính là người thuộc về cô ấy. Em ạ, đôi khi người phụ nữ ấy, họ cứ say nắng người này, say nắng người kia, hoặc là nghĩ đến người yêu cũ, đơn giản là vì họ không nhìn thấy rằng người đàn ông hiện tại của mình có giá trị. Mà cái sự giá trị của em nó được thể hiện như nào? Ở trong cái tiêu chuẩn của em, thể hiện trong những câu nói của em và hành động của em. Cho nên việc mình nói ra suy nghĩ, quan điểm của mình, cái việc gì mình chấp nhận được trong tình yêu, cái điều gì mình không thể chấp nhận trong tình yêu, em phải nói ra. Chứ mình không được bị lụy, rồi em yêu cô ấy, anh vẫn phải níu em, phải giữ em để em ở lại trong cuộc sống của anh. Ô thế lòng tự trọng của người đàn ông để ở đâu? Lòng tự trọng mà lại cho phép mình đặt lên bàn cân với một người đàn ông khác à? Người đàn ông kia được cô ấy nhớ thương, còn người đàn ông là mình đây thì cứ phải ở đây để níu giữ cô ấy à? Không, mình không thảm thế đâu. Mình là người đàn ông có tư thế, có giá trị, đúng không? Và hơn nữa đây giờ em đang là người yêu của cô ấy, em phải có cái tư thế của chính mình, tư thế của một người đang là người yêu của cô ấy, và cho cô ấy biết rằng điều gì cô ấy có thể làm và điều không thể làm. Còn một khi mà em làm những cái điều mà nó không đúng, em sẽ phải đối mặt với cái sự thật là sẽ mất anh đấy. Các cô gái rất sợ điều này em ạ. Các cô gái thích nhất là mình yêu được một người đàn ông có quan điểm em ạ. Có quan điểm lại là quan điểm đúng đắn trong tình yêu nữa. Họ thấy người đàn ông đấy có giá trị vô cùng. Hãy thực hiện những cái điều như chị nói nhá, và có một tư thế rất là tốt. Em đừng và dừng ngay cái việc mà khống chế cuộc sống của cô ấy, hay là cứ lên Facebook, Zalo. Thực ra chị cũng là một người đã từng cứ khống chế cuộc sống của người mình yêu á. Nhắn cứ phải lên những cái trang này trang kia của người yêu để kiểm tra xem người ta nói chuyện với ai, xong rồi cứ theo dõi người ta nói chuyện với người này người kia, xong rồi mình thấy cái ý nào nó không hợp với ý mình, xong rồi mình lại buồn. Sau đó thì chị nhận ra một điều là chẳng tội gì mà mình làm điều đấy với chính mình cả. Thôi mình cứ không biết đi, coi như khuất mắt trông coi. Cái việc ứng xử như nào, nói thế nào là việc của họ. Họ phải chịu trách nhiệm với những điều đó. Việc của mình chỉ là cho họ biết là cái quan điểm của mình thế nào, mình cần cái sự đối xử như thế nào, và trong tình yêu mình có cái gì mình chấp nhận được, cái gì mình không chấp nhận được, mình nói với họ thôi, chia sẻ với họ thôi. Không việc gì mà cứ phải lên trang của họ, nhìn người này họ nói với người này mà tốt về mình là mình vui này, người ta nói những cái điều không hay hay là cái điều gì mà không vừa ý mình là mình đau buồn. Không tội gì mà làm như thế với chính mình em ạ. Mình không có thời gian để làm những việc đấy, không có thời gian để đau buồn về những cái đó em nhá. Hãy để họ chịu trách nhiệm về những cái điều mà họ làm, họ nói. Còn việc của mình chỉ là cho họ biết là mình có những tiêu chuẩn gì mà thôi. Điều đó nó thể hiện bản lĩnh của mình, cái tư thế của mình, và điều quan trọng hơn là làm cho người kia rất thoải mái nữa em nhá. Chị hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho em và sẽ có một tình yêu rất tuyệt vời. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.